every time I think he's about to realize how I feel about him, I get afraid he'll reject me. It makes me feel so scared. I start saying stuff to make him think I don't like him. Why do I have to be this way? Why can't I just be honest with him? Don't beat yourself up over it, Osana. It'll be okay. Everything is going to work out fine. I sure hope so. Vâng, khá là đồ đấy các bạn ơi. Rồi, bức thư gây bình đây. Xin chào các bạn. Như các bạn thấy vừa rồi thì trong phiên bản Big Update lần này của Yandere Simulator thì bắt đầu là có những cái chi tiết hành động ở trong những cái cảnh mà nói chuyện hoặc là những cái cảnh cutscene các bạn ơi. Thì đây chính là một cái bản update lớn để dành riêng cho cái việc mà update nâng cấp những cái hành động ở trong đó các bạn. Cho nên là nói thật với các bạn luôn là mình chẳng có gì để làm cho bản update lần này cả. Vấn đề là những cái cảnh như thế thì chúng ta thấy một lần thôi, không sao. Nhưng mà nếu chúng ta cứ xem đi xem lại nhiều lần thì nó sẽ khá là nhàm chán. Cho nên là nếu mà bây giờ mình xem hết những cảnh đó ở chỗ này ấy, thì sau này nếu mà ra bản chính thức mình xem lại một lần nữa thì nó sẽ rất là chán các bạn ơi. Cho nên là mình không có ý định là làm những cái cảnh như thế, trừ khi nào mà mình chơi đến đoạn đó. Nhưng mà mình đã chơi đến những cái đoạn đó trong quá khứ rồi các bạn ơi, bây giờ không thể làm lại được. Như vậy là các bạn sẽ nói mình lại làm lại nữa. Đấy, cho nên lần này thì chúng ta sẽ gọi là đi tìm hiểu thêm một cái chi tiết khác trong bản update lần này. Đó chính là những cái đội mới ở trong bản đồ các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là chỗ nào đã được đội mới. Mình thấy là chỗ này vẫn như thế này này. Đấy, vẫn như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ đi xem những cái khung cảnh xem là chỗ nào đã được nâng cấp lên các bạn ơi. Thỉnh thoảng có một chuyến tham quan trường chẳng hạn như thế. Đây, chỗ này chính là rõ rệt nhất đây các bạn ơi. Chỗ này thật sự được nâng cấp rất là nhiều nhá. Chứ là không có những cái băng ghế rồi chậu hoa, chậu cây hay là những cái chỗ trồng cây, nó cũng không có những cái hàng rào dưới này. Bây giờ đã được nâng cấp lên rồi, trông rất là đẹp các bạn. Uầy, con lạc bộ làm vườn sướng thế. Con lạc bộ làm vườn rất là sướng chứ các bạn, được nâng cấp cực kỳ xịn luôn. Đây, những này mới đúng này. Đây có những chậu cây rồi cà rốt, những chậu hoa, kể cả rau cũng có nữa. Đây mới đúng là câu lạc bộ làm vườn các bạn. Kiểu như là mỗi thành viên thì mang một cái loại hạt giống đến và trồng ở trong trường ấy. Rồi, ở vườn cà rốt này thì cũng như vậy thôi. Ồ, bên đây cũng được làm mới các bạn ơi. Cái nhà kính này trông rất là đẹp nhá. Giờ đợi mình vào trong thử xem thôi. Nhưng mà trong đây vẫn còn trồng rất ít nhá. Đây là gì đây? Đây khoai tây, có cả khoai tây nữa. Cái này có phải là hoa... Thôi mình không biết cho rồi, không nên phán bậy. Mình nói chung là không rõ những cái tên loài hoa các bạn ơi. Nhưng mà đáng tiếc là không thể ngồi lên những cái ghế này vậy. Mình phải tham gia câu lạc bộ thì mình mới ngồi lên được. Tham gia đi. Không được các bạn ơi. Mình hy vọng là sau này chúng ta sẽ có những cái hành động như là ngồi lên băng ghế chẳng hạn. Như thế nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều nhé. Giờ không ngồi được thì nói chung là để những cái ghế ở đây làm cái chi không biết nữa. Rồi, mình lại tiếp tục đi tham quan nữa. Ở chỗ này thì coi như là không có gì mới rồi. Chỗ này có thay đổi không vậy? Chỗ này thấy chuẩn dậy thôi các bạn ơi. Giờ đội mới mà có vẻ như là nhiều nhất hiện tại là mình nghĩ là chỉ có cái vườn cây của câu lạc bộ làm vườn thôi. Bên kia có gì thế? Để mình live cam bay qua nhá. Ở đây là vẫn nằm bên trong mà. Rồi được rồi. Đâu để mình đi một vòng để xem thử xem nào. Chỗ này không đổi mới rồi. Nhưng mà những cái chỗ này thì có đây các bạn ơi. Đây, bây giờ những cái vườn cây, những cái chỗ mà trồng hoa ở đây đã được thêm lưới vào các bạn ơi.
này gọi là rào chứ. Đưa thêm rào vào, và có cả chiếc băng ghế ở chỗ này nữa để ngồi thưởng hoa hay sao ấy. Chắc thế rồi các bạn ơi. Rất tiếc là Giang Chan không thể ngồi được thôi. Đây là những cái đội mới ở trong phiên bản lần này đây các bạn. Kể cả bên đây thì mình nghĩ chắc là cũng giống thế rồi. Đây bên đây thì cũng có thêm cả băng ghế rồi ở đây. Mà ở này thậm chí còn có các cái kính ở trên để che nắng nữa. Đây không có gì hết. Bây giờ mình sẽ qua bên chỗ sân tập xem sao. Ở đây thì lúc trước đã được thêm một cái băng ghế ở đây. Nói chung là chỗ này là mình biết rồi các bạn ơi. Chỗ này đã được thêm vào từ trước rồi. Ờ, những bông hoa trông có vẻ gọi là sắc sảo hơn thì vậy. Mình không biết có đúng như vậy không hay là do mình tưởng tượng ra thôi. Ở chỗ này thì mình nghĩ là chắc là không có gì đổi mới đâu. Mình nghi ngờ là lần này là cái đổi mới trong bản đồ là chỉ có những cái chậu cây hay là những cái hoa cảnh này thôi. Có khi thế thật các bạn. Nói chung là đi một vòng xem thử nào. Vào mê cung xem. Mê cung thì mình nhìn từ bên trên đi. Rồi mê cung không có gì đổi mới nữa các bạn ơi. Mê cung chỉ có như thế này thôi. Mình hy vọng là sau này mê cung sẽ có đổi mới. Chỗ này ngồi được các bạn ơi. Chỗ này có vẻ như là ngồi được. Rồi, tuy là không phải chỗ nào cũng ngồi được nhưng mà đã có thể ngồi được rồi các bạn ơi. Hay là do là mình không nhận ra. Từ trước giờ đã ngồi được rồi. Mà ở đây có rất nhiều băng ghế nha, hy vọng là sẽ ngồi được hết. Rồi, bây giờ vào trong trường thôi. Mình đã đi một vòng bên ngoài rồi. Osana thì vẫn phản ứng như bình thường thôi. Chỗ này thì chắc là không có thay đổi gì đâu. Osana, is everything okay? Well, no. Not sure if I should say anything yet. I need some time to think. I might be ready to talk about it when classes are done for the day. Somewhere private. Maybe the rooftop behind the air vents. Để nói về chủ đề đó. Okay. I'll wait until you're ready to talk. Would you like to take a stroll around the school to take your mind off of it? You still haven't joined a club yet. Maybe we can check out the club rooms. Yeah. Yeah. That sounds nice. Sure. Let's do it. Lại này thì chắc là không có thay đổi rồi các bạn ơi. Chắc thế. Mình cũng đi xem những câu lạc bộ thôi. Ở đây vẫn có vậy.
không biết cái này có phải là để được thêm vào cái hình trái tim này không vậy? Nhưng nhớ lúc trước là như là cái này không có màu sắc hay là không có gì cả. Nó chỉ có màu vàng như vậy thôi. Những cái chi tiết nhỏ mà được thêm và mình sẽ không thể nào nhận ra nổi các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là những phòng có lạc bộ thì không có gì mới đâu. Rồi, bên trong này thì không có gì mới rồi. Giờ chúng ta sẽ không cần lên trên đây để xem đâu. Rồi, vậy thì mình sẽ đi đến nhà của thằng Stalker thử các bạn ơi. Và trước đó thì What do you need? Ở chỗ này là hình như là nó cũng được thêm vào đây những cái hình ảnh mới đây các bạn. Những cái icon mới đây. Ủa? Chúng ta phải báo cảnh sát được rồi. Hay là sao? Tránh cảnh sát. Hay là cho cảnh sát đi đến trễ hơn rồi. Rồi. Vâng, chúng ta có thể biết được cả thông tin của học sinh thích hay ghét cái gì thông qua InfoChan các bạn ơi. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải đi tìm hiểu mệt mỏi nữa. Rồi, bây giờ thì tạm thời mình sẽ gửi thư để Osana lên sân thượng nhé. Sana. Excuse me. I couldn't help but notice that you seem quite sad about something. Would you like to talk about it? Huh? Have we met before? Oh, I'm sorry. My name is Amai Odiaka. We go to the same school. I'm sorry if it's strange that I approached you so suddenly. When I see a sad face, I can't help but try to make things better. So, what's wrong? My childhood friend, Osana. For a long time, I thought I had feelings for her. But I was afraid of ruining our friendship. So I kept my feelings a secret. Now, she has a boyfriend. And I wish I had said something. Mình đang tự hỏi là không biết là chúng ta có thể gọi là mở cái bảng để búp hỏi mở cái live cam hay không và chúng ta có thể làm được. Ơ, đi khám phá nhé các bạn. Không hiểu vì lý do gì. Mà sau khi gọi là mình nói chuyện với Osana trên sân thượng không thì chúng ta bị kiếp qua luôn cái event mà đến nhà của thanh niên Toker luôn các bạn ơi. Thank you. Go ahead. Cái gì vậy? It's good. Đây info chan đấy các bạn. Of course. Nobody makes better pastries than my mom. Đang chụp cái gì thôi? Actually, I'm heading to the. Đây chẳng phải là cái cảnh mà đang ngồi trên ghế rồi. It'll take your mind off of things for a while. Oh. No, it's gì này? Không biết là có chuyện gì đang diễn ra được các bạn ơi. Wouldn't be a bother at all. Thật sự là không biết có gì đang diễn ra luôn ấy. Hóa ra là những cái cảnh cutscene này chúng ta thể gọi là xem như thế này các bạn ơi. Khá là thú vị đấy nhá. Thay vì chúng ta xem cảnh cutscene bình thường thì chúng ta sử dụng live cam để bay khắp nơi, mình nghĩ là nó sẽ thú vị hơn. Sau này ra bản chính thức rồi thì cứ xem một cách gọi là chuẩn xác thì sẽ không sao cả. À,
Rồi, giờ Info-chan mới thấy ở trong đây đúng không? Đây là cách mà danh đép làm cạnh cutscene thôi các bạn ơi. Nếu mà mình không bật live cam lên thì mình sẽ không thấy được những cái cảnh dưới này đâu. Ờ, Info-chan có phải gửi gì không? Ờ, rồi, chụp ảnh lại các bạn ơi. Mình có cảm giác như là đây, nếu mà Yare Simulator mà những cái cutscene của nó mà được làm theo chế độ 3D như thế này thì mình nghĩ là chắc là chúng ta sẽ được nhìn thấy giống như là hiện tại đây. Ờ, xong hết rồi. Ở chỗ này lai cao được không? Ờ, không được rồi. Còn chỗ này thì sao? Ở chỗ này cũng lai cam được luôn. Ôi! You're safe now. Ôi, mình phát hiện ra có gì đó không ổn các bạn ơi. Hết cả hồn. Congratulations on eliminating Osana-chan. Không lẽ là Danh Chan khi ở nhà mà kiểu như không có góc nhìn của camera thì sẽ không mặc quần áo à? I didn't expect you to get rid of her that way. Ôi, hết cả hôn các bạn ơi. Disappointed. Oh, is but that's not. Take a look. Tại sao mình lại tìm ra được những điều kỳ lạ rồi? Who is she? Her name Ross. No, it's cái này thì kiếp qua đi. Lẽ ra là nó sẽ không có những cái điều kỳ lạ này ở trong game Generation Simulator mới đúng chứ. Không hiểu tại sao mỗi lần mình chơi game là có thể tìm ra được những điều kỳ lạ. Rất khó hiểu luôn. Bây giờ dựng con cái cảnh cutscene mà Osana đến nhà các bạn ơi. Mình sẽ thử làm lại một lần nữa xem là chúng ta có thể gọi là mời Osana đến nhà được không nhé. Vâng. Rất lâu rồi chúng ta mới đến nhà của Stalker các bạn ơi. Thử xem là nhà của hắn ta thì có gì đổi mới không nhé. Lâu lắm rồi, nhớ quá các bạn ơi. Rồi, trước tiên hết là mình thử sử dụng flycam để xâm nhập vào nhà xem. Đây là đâu đây? Đi từ cổng chính nhá. Đây. Bố của Stalker đây đang sửa TV. Còn em gái thì đang nói chuyện điện thoại. Giờ phòng của thằng Stalker là bên dưới đây thì phải. Đây mẹ của nó đây. Rồi, vậy là vẫn chưa có gì thay đổi cả các bạn ơi. Vẫn chưa có gì thay đổi cả. Đây, em mèo đang ở trong đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ xâm nhập vào nhà của nó. Chúng ta như là có rất là nhiều đường để vào các bạn ơi. Chúng ta phải vào từ đường dưới cũng được hay sao ấy. Một là leo lên trên đây, hai là đi từ cổng chính vào cũng được. Đây là cổng chính. Bố của thằng Stalker sẽ đi ra từ bên ngoài, đi ra bên ngoài để sửa lại cái đó đúng không? Ủa sao mình thấy có cảm giác như vị trí đã thay đổi các bạn ơi. Ơ, vào được đây. Rất là đơn giản luôn. Now, where did I put that cake mix? Rồi rồi rồi. Hóa ra vào từ đường dưới này lại đơn giản đến thế. Đi chậm rãi thôi. Không hiểu từ sao thằng này là để bánh kẹo như thế này các bạn ơi. Mà có giảm phải thì mình cũng chỉ cần chạy là được rồi. Nó đâu làm gì được mình đâu các bạn.
Nó không làm gì được mình cả, rất là yếu. Mày láo. Rất là yếu luôn các bạn ơi. Thằng này cũng nhận yếu thật. Đúng là Toker mà nít thì có khác các bạn. Nhà giờ đâu còn ai đâu đúng không? Đúng cỡ là cãi nhau rồi. Lên xe gọi em gái xem như thế nào. À, không lên được luôn. Nhưng mà mình có thể like cam lên. Ồ. Nghe tiếng cãi nhau nhưng không thấy hai vợ chồng kia đâu cả. À, con em gái vẫn ở trên đây các bạn ơi. Vẫn nói chuyện điện thoại với bạn. Tự nhiên là không có chuyện gì cả. Thôi, đi về thôi. Bây giờ là mình sẽ có thể xem được cảnh cutscene rồi. Nhìn lên. Đây, cảnh này thì nói chung là mình đã xem rồi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ xem lại một lần nữa thì cũng không sao. Để xem là có gì đổi mới. You have a nice place, Yanchan. Thanks. Where are your parents? Overseas. So you take care of yourself? Mình sẽ sử dụng flycam để xem các bạn ơi. I manage. I want to thank you again for rescuing my cat and saving me from that stalker. That was a horrible experience. I'm so glad it's all over. Đó là chữ kiếp nằm chỗ này đây. Nấu trà xong rồi sao nữa? The tea is ready. Ô. I'll be right back. Bây giờ là đi đến để mà lấy tanh ấm trà luôn à. I can't what it's like to become obsessed with someone after meeting them for the first time. It doesn't make any sense. I'm shocked that there are people in this world who would actually be willing to harm a cat just to get what they want. That's insane. Mình hay chọn trà bình thường không? I don't think it was love. It was just a sick twisted obsession that he believed was love. Mình không biết mình chọn cái gì luôn rồi các bạn ơi. But starting today, to worry about it anymore. It's all thanks to you. Here's your tea. Thank you. Trà này có bỏ gì không đây? Nãy bấm nút E rồi các bạn ơi. You said you had something important to tell me. À, bình thuốc vẫn nằm ở đó là chắc là không sao rồi. It's about the boy from class 3 too. The boy you have a crush on. Huh? I don't have a crush on him. He's just my childhood friend, that's all. I don't have feelings for him at all. If that's true, then you wouldn't mind if I confessed my love to him, would you? Huh? Confess your love? Are you saying that you have feelings for him? Yes. Deep feelings. I've never felt this way about anyone before. And I can't bear the thought of seeing him with anyone else. I know that you love him. And I know that this is a selfish request, but please, don't take him away from me. Let me try to win his heart. You got me. It's true. I do have feelings for him. But after everything you've done for me, I could never take someone away from you. Okay. I'll do as you've asked. I'll stay away from him. Thank you. But you'd better take really good care of him, okay? Don't worry. I will. Mình thấy bây giờ là đã có thêm những cái cử chỉ tay rồi kiểu nói chuyện thì miệng sẽ chuyển động các bạn ơi. Thêm rất là nhiều những cái animation vào rồi. À, sẵn tiện chúng ta ở đây thì mình sẽ thử một cái này các bạn ơi. Ơ? Sao lại vào luôn rồi? Rất là kỳ lạ nhá.
Rõ ràng đó không phải là cái nút bấm vào thì nó sẽ vào game các bạn ơi, nhưng mà tự nhiên nó vào game luôn rồi. Xe có chuyện gì thay đổi trong game không? Mình nghe nói đây là một cái phím mới được thêm vào các bạn ơi. Nhưng mà có thấy gì đâu. Không thấy gì cả, rất là kỳ lạ chứ. Để mình thử lại thêm một lần nữa các bạn ơi. Hôm nay Osana có đến trường không? Osana vẫn đến trường như bình thường. Thử xem rồi. Ô, đổi được rồi các bạn ơi. Hình như là đây chính là cách mà để chuyển sang lớp switch mode các bạn. Bây giờ nó đã thay đổi rồi, trước là chỉ cần nhấn L một lần, bây giờ nhấn L 10 lần thì mới được. Nhưng mà mình lại không biết cái điều này các bạn ơi. Hồi trước là mình được các bạn yêu cầu chơi mode lớp switch để rồi, nhưng mà hóa ra đã nằm trong tại game luôn. Nhưng mà chúng ta không được sử dụng cái bow mode các bạn ơi. Nếu sử dụng nó thì nó sẽ bị kiếp qua luôn giống hồi nãy. Đây, đây chính là lớp stick mode đây các bạn ơi. Và cái lớp stick mode này thì mình nghĩ là trong video tiếp theo mình sẽ chơi. Còn video lần này thì mình chỉ là về cái thay đổi những cái mới được thêm vào ở trong Yandere lại to sau cái bản update lớn ngày 1 tháng 8 lần này thôi. Cho nên là video này sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký để càng người mới. Đừng quên bấm cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.